Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Cua Vlog 61 nha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại cửa hàng Honda Giáp Bình Dương chi nhánh số 1. Thì cửa hàng này tọa lạc tại đường DT743 ở ngay ngã 6 An Phú, Thuận An, Bình Dương nha các bạn. Bạn nào mà ở khu vực Bình Dương muốn biết cửa hàng nào gần mình nhất thì có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại ở bên góc trái màn hình. Số điện thoại của mình là 0909 960672 nha. Mình tên là Phương. Đó. Rồi thì hôm nay mình sẽ cập nhật cho các bạn cái giá bán của dòng xe E-Blade 125 và 150 ngay tại thời điểm là gần cuối tháng 3 rồi. Và cập nhật cho các bạn cái tất cả các phiên bản màu sắc độ đang có mặt bên cửa hàng bên mình. Thì bạn nào thích cái phiên bản nào, lựa chọn phiên bản nào, màu sắc nào mà các bạn thích thì hãy bình luận phía bên dưới, hoặc là lên cửa hàng trực tiếp mình xem xe, nhìn màu sắc nào phù hợp với mình thì mình lựa chọn và mình mua ha. Hiện tại thì dòng xe E-Blade vẫn còn rất là nhiều chương trình khuyến mãi của nó. Mua xe thì tặng xe nè. Mua xe E-Blade 150 phân khối thì các bạn có cơ hội rút thăm trúng thưởng, trúng được chiếc E-Blade 150 phân khối nữa. Rồi được tặng phụ kiện này nữa, kiểu rất là nhiều chương trình ha. Và hiện tại là nó đang có rất là nhiều màu sắc độ, lên màu độ các kiểu cho các bạn lựa chọn. Rồi thì bây giờ mình sẽ cập nhật nhanh cho các bạn cái giá xe của dòng E-Blade 125 và 150 phân khối đang có mặt tại cửa hàng bên mình ha. E-Blade 125 phân khối phiên bản tiêu chuẩn có mức giá là 40.500.000 đồng, còn 125 phân khối phiên bản đặc biệt thì có mức giá là 42.500.000 đồng. Đối với E-Blade 150 phân khối thì phiên bản tiêu chuẩn có mức giá là 52.500.000 đồng và phiên bản đặc biệt có mức giá là 54 triệu đồng ha. Đó. Thì những cái phiên bản 150 phân khối á, các bạn sẽ được sở hữu gì khi mắc hơn 10 triệu đồng? Thứ nhất là phanh ABS nha. Đây, phanh ABS giúp cho xe của các bạn an toàn hơn, bớt được cái độ trơn trượt khi mình đi đường trời mưa, đường đất đá hoặc là thắng gấp này nọ ha. Đó, phiên bản có ABS là như thế này, còn phiên bản không có ABS là như thế này đây. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy ha. Rồi, thì ngoài ra thì được gì nữa? Thứ hai nữa là được động cơ mạnh mẽ, là động cơ 150 phân khối. 150 phân khối nha. 150 phân khối mạnh mẽ, được cái nước ga đầu. Lên ga cái là nó sẽ giọt ga đầu hơn là 125 phân khối. Đó, như bản thân mình chạy chiếc E-Blade 150 phân khối nè, thì cái nước ga đầu rất là giọt. Mình rất thích cái kiểu chạy xe như vậy, nhấp ga cái nó giọt, nhấp ga nó giọt. Còn chạy Smart Beat thì mình chưa chạy thử Smart Beat, nhưng mà mình có kéo được một cái đoạn đường là hơi cứng ga rồi, nhưng mà không có ngâm lâu ha. Thì một mình chạy khi mà có dốc á, đang chạy một cái độ dốc lên như thế này nè các bạn, thì mình chạy thì mình kéo ngâm ga được khoảng 10 giây thì nó đạt tới là 102 ha, 102 trên 150, thấy nó cũng bình thường thôi, nó cũng không có mạnh mẽ như những dòng xe tay côn khác. Nếu 150 mà so sánh giữa xe tay ga và xe tay côn thì nó sẽ khác một xa một trời một vực ha. Đó. Rồi, tiếp theo là các bạn sẽ được cổng sạc USB ở trong cốp. Cổng sạc USB trong cốp đây ha, nguyên cái lỗ bên đây nè. Đó. Đây. Mình quay cho các bạn xem. Thì cái này mình đã quay rất là nhiều lần rồi. Cổng sạc USB đây, thì cổng tròn, cổng AAC gì đó. Sau đó các bạn nói cổng USB riêng. Thì cái cục đó mình mua là khoảng 80 ngàn một cục ha, giống như của xe hơi vậy đó. Nhưng mà các bạn hạn chế sạc khi đi ngoài đường quá lâu, nắng nóng thì sẽ rất là ảnh hưởng tới cái điện thoại của mình. Các bạn có thể ghim sạc mua một cái dây á, dây sạc hơi dài chút xíu, thì các bạn ghim sạc ở đây rồi các bạn móc điện thoại mình ra đút túi quần mình đó, thì nó sẽ ok chút xíu là mình để trong cái cốp xe ha. Đây, thì đối với những phiên bản màu sắc như thế này, độ như thế này thì các bạn cộng thêm cho mình là 3 triệu đồng tiền sơn xe nha, tiền sơn màu độ như thế này. Nếu mà các bạn xe có các bạn á, mình thí dụ nha, con này là phiên bản xanh bạc 150 phân khối đúng không? Thì khi mà nó ra màu xanh này, tức là nó cùng màu với giấy đăng kiểm, nó là màu xanh, thì các bạn chỉ tốn chi phí là 3 triệu đồng tiền sơn xe này thôi. Còn nếu như mà nó là màu đỏ ha, nhưng mà mình lên cái màu xanh này thì nó là khác với giấy đăng kiểm, thì các bạn phải mất là 3 triệu rưỡi tiền màu sơn xe này để nó được ca cà vẹt á, nó cùng với cái màu xanh này đó ha. Các bạn hiểu vấn đề đó không? Đó, đây màu xanh miner nha, cực kỳ nổi bật luôn, nhìn y như là xe đồ chơi các bạn. Đó, quay cận cho mọi người xem cái màu của nó nè, rất là nổi bật ha. Đi cái này còn ngoài đường là không đụng hàng nha. Màu cam với lại màu đỏ, màu vàng là hơi bị cũ quá rồi, màu hồng này nọ. Thì bây giờ mình chơi cái màu xanh này là hơi bị đỉnh luôn nè. Đó, còn bên đây là phiên bản màu đẹp son ok ha. Rồi, ở bên đây đó, thì còn có những cái phiên bản màu khác nữa. Đây, màu xanh dương mà theo kiểu mà xanh dương bóng ha. Màu bóng. Con này thì là 125 phân khối.
phiên bản tiêu chuẩn. Đó, các bạn thấy đẹp không? Màu rất là đẹp, rất là sáng ha. Còn không, các bạn muốn mua phiên bản tiêu chuẩn tiêu chuẩn bình thường, không độ gì hết á, không độ màu sơn, thì có thể lựa chọn cái con màu này. Đấy. Tại vì chiếc xe này lúc mới về á, là ai cũng săn tìm hết trơn, rất là thích cái màu xám này. Đó, lên đường chỉ đỏ, cam. Xe thì lên cặp phục nè, rất là đẹp luôn nha. Xe em bắt mà lên phục màu vàng rất là đẹp luôn. Đây, phần mặt đầu xe của nó nè. Đó, được phối màu cực kỳ đẹp. Đây là phiên bản không độ màu ha, chỉ độ phục, phục trước, phục sau và đĩa. Còn giá phục như thế nào thì các bạn có thể tham khảo vào những cái video clip của mình lúc trước mình đăng ha. Đó. Đây, thì bên đây nữa nè, còn một con này nữa. Đây, con này cũng là màu xanh dương. Nó là 150 phân khối, nhưng mà nó không phải là lên cái tem mà kiểu như là trơn nữa, mà nó có sẵn một số họa tiết trên chiếc xe. Bạn nào thích theo kiểu mà phong cách phim hoạt hình chút xíu, trẻ trung năng động thì mình có thể lựa chọn phiên bản này. Đây, những cái tem này á là những cái tem mà được sơn lên luôn chứ không phải là dán. Các bạn có thể thấy nè, bên hông xe nè, đó, đẹp nha, bên hông xe cực kỳ đẹp nha. Đây, đẹp gì chịu nổi. Bên đây nè, quay bên đây cho bạn xem bên hông bên này ha. Đẹp chưa? Rồi thì bây giờ mình sẽ đi ra phía trước ha, còn một số xe nữa. Đi ra phía trước thì coi còn màu nào nữa. Đó, bước ra ngoài đây thì gió với lại hơi ồn ha các bạn. Đây, ở đây là cái con màu xanh nè. Đây, màu xanh lên tem bạc nè. Con này là màu xanh dương, 125 phân khối, con này cực kỳ đẹp, xuất sắc luôn. Black Edition 125 phân khối nè, màu xanh dương nhợt, còn thằng này là màu xanh dương đậm. Còn thằng này thì lên theo kiểu mà cái màu xám xi măng các bạn, xanh xi măng, xám xi măng theo kiểu màu của Vario á. Đẹp không? Rồi, coi ở ngoài đây nó ồn quá, nó thôi mình vô trong mình nói tiếp ha. Rồi, thì về vấn đề trả góp cho các bạn, thì các bạn chỉ cần đưa trước cho mình đó là đối với 125 phân khối thì khoảng 10 triệu, 150 phân khối thì khoảng 15 triệu thì các bạn có thể lấy xe về được. Còn nếu mà các bạn muốn mua trả góp mà lấy cà vẹt gốc á, thì các bạn đưa trước cho mình là khoảng 50% tổng giá trị chiếc xe, tính luôn cái giá lăn bánh nha các bạn. Đó, thì nhận được cà vẹt gốc. Nhớ nha, màu sơn độ của bên mình là cộng 3 triệu nha, không còn cái giá 2,5 triệu nữa rồi. Hiện tại giờ giá sơn đã lên là thành 3 triệu rồi. Còn cái màu mà khác với màu đăng kiểm á, thì các bạn cộng thêm mình 3,5 triệu. Đó. Các bạn mà muốn biết được cái giá lăn bánh là bao nhiêu á, thì các bạn liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại của mình ở bên góc trái màn hình, hoặc là nhắn tin Zalo cho mình. Mình sẽ báo giá lăn bánh cho tất cả các bạn, cũng như là hướng dẫn cho các bạn cái đường đi. Bạn nào mà lên đồ chơi nhiều ha, độ mâm độ phục nhiều thì lên cửa hàng mua xe đi, mình sẽ giảm giá cho các bạn. Tùy vào còn voucher 300, 500 hay 800 thì mình sẽ giảm giá cho các bạn nha. Còn bạn nào mà mua xe xin không lên đồ chơi thì mình không có giảm giá được ha. Ưu tiên cho những bạn nào mình lộ xe nhiều, lên đồ chơi nhiều thì mình sẽ ưu tiên giảm giá. Và hiện tại ở Bình Dương mình có một cái fanpage là hội Airblast 125 150 Bình Dương. Đó, anh em nào mà mua Airblast á, mà muốn up team á, thì có thể đăng ký cái fanpage của mình. Mình sẽ để trên màn hình cho các bạn xem ha. Đăng ký cái fanpage của mình thì sau này á, mình sẽ có những cái buổi up team buổi tối. Mình đi lên Thủ Dầu Một, thành phố mới, mình up team, mình có tổ chức một số chương trình đi từ thiện, thiện nguyện. Hoặc là mình đi phượt đi đâu đó ha anh em. Đó, bạn nào mà muốn vô hội nhóm đó thì hãy lên fanpage đó và tương tác với Trang ha. Lúc đó mình sẽ cùng thảo luận trao đổi với nhau về cái hội của mình ha. Rồi, thì cũng cảm ơn tất cả các bạn đã xem kênh Cua Vlog 61 nha. Cũng cảm ơn tất cả các bạn đã xem kênh của mình và click và xem video của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những clip tiếp theo.